giòn lắm. Sơn hôm nay ốm, thi đấu với Tiến với thể trạng là rất là khỏe, nhưng vẫn đánh trượt 12. Bây giờ nhường nhá. Tôi đéo ăn được nữa. Thank you.
trước rồi. Ăn bún trước thì ra là mình ra sao? Thôi rồi đi. Đôi tay ai đang run, có lẽ con tim ai đang run. Chỉ là một hình bóng sắp đang chia lớp từ tim anh rồi. Ngày tắt quá sao hoàng hôn ấy. Anh đứng rộng rộng, rộng. Đồ ăn rùa lỗ này anh nhìn sao được? Vậy phải di cao. Không biết chừng em thua trận này. Giờ con 2 lỗ 10 có cơ hội thì đéo quyết được. Con 2 lỗ 10 lúc đấy có cơ hội thì đéo quyết được. Em ăn 2, ăn 4, ăn được 8 này. Em không muốn quyết quá cái đấy. Chứ nó nhanh quá. Trận này thua được, nó không được nhanh thế. Chứ nữa. Bấm cái lại Sơn. Nhẹ thôi. Mày á. Trôi cái lên. Nhẹ. Cần lỗ góc tiến vuốt mặt ca cân lỗ góc nhẹ nhàng cán đây này cán đây làm sao ăn được cái chưa đấy mới sợ. Cân có 14 được. Chơi mất thời gian thật. Anh em mình nhanh gọn. Đi đạp. Nhanh với tới bây giờ. Thôi.
trôi bi lên có cái bắn 14. Thế cả. Trôi bi lên. Rồi ạ, bỏ trôi bi lên thì nó mới chạy dưới này. Ông này cháu không dưới. Cần lô góc. Không giấu đâu. Không cái đấy làm sao mà lực làm sao mà đủ nhẹ được. Vuốt mặt cân lỗ góc. Cân đẹp luôn thế. Cân lỗ góc này này. Cân lỗ góc này này, không phải lỗ góc kia. Đấy, quá đẹp. Gần 2. Đây. Cơ hội cuối cùng của Sơn. Hay đấy.